Thưa quý vị, Trường Đại học Văn Lang vừa công bố chính sách học bổng tuyển sinh hỗ trợ tân sinh viên nhập học năm 2022. Đây là chính sách được nhà trường duy trì hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và khuyến khích tài năng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội, tiếp sức kịp thời cho nhiều bạn trẻ hiện thực hóa giấc mơ vào giảng đường đại học của mình. Trong năm tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Văn Lang dành nhiều suất học bổng cho các tài năng trẻ, tạo điều kiện cho các bạn có thêm động lực để theo đuổi ngành học yêu thích trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng quá trình hội nhập nghề nghiệp toàn cầu về sau. Học bổng tài năng. Với học bổng tài năng, sinh viên sẽ được giảm 50% hoặc 100% khi đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi giải đấu từ cấp quốc gia trở lên trong các năm từ 2020 đến năm 2022. Đạt thành tích đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, thể thao, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo. Đạt tổng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt từ 46 đến 51 điểm, học bổng 300 tân sinh viên xuất sắc. Với học bổng này, 300 tân sinh viên sẽ nhận được 100% học phí học kỳ đầu tiên nếu đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi, giải đấu từ cấp quốc gia trở lên trong các năm từ 2020 đến năm 2022. Đạt tổng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt từ 45 điểm. Học bổng đồng hành, học bổng trị giá 100% học phí học kỳ đầu tiên dành cho sinh viên được xét tuyển thẳng và nhập học Trường Đại học Văn Lang năm 2022. Hỗ trợ tất cả sinh viên nhập học 70% học phí khóa ôn luyện và hơn 30% lệ phí thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Trường Đại học Văn Lang. Học bổng chương trình quốc tế. Các sinh viên trúng tuyển và nhập học chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Văn Lang có thể nhận học bổng từ 25 đến 100% nếu có điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7.0 đến 8.5 điểm trở lên và điểm IELTS Academy đạt từ 6.0 đến 7.5 điểm trở lên hoặc tương đương.